Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 11. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều thú vị về bộ môn lịch sử chương trình lớp 11 các em nhé. Hôm trước cô đã giới thiệu với các em về đất nước Nhật Bản. Vào cuối thế kỷ thứ 19, Nhật Bản đang lâm vào tình trạng khủng hoảng suy yếu. Nhân cơ hội đó thì các nước phương Tây đã tìm cách xâm nhập vào Nhật Bản. Tuy nhiên vào năm 1868, thì Nhật Bản đã tiến hành cuộc duy tân minh trị và nhờ đó thì Nhật Bản trở thành một quốc gia duy nhất ở châu Á giữ vững được nền độc lập và trở thành cường quốc của châu Á. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em một quốc gia thứ hai nằm ở khu vực Nam Á thuộc châu Á. Đó là một quốc gia có diện tích đất rộng lớn, đứng thứ hai ở châu Á và đứng thứ bảy trên thế giới. Cũng là một quốc gia có dân số đông đứng thứ hai thế giới, đó là 1,3 tỷ người. Một đất nước có nền văn minh lâu đời, một đất nước có rất nhiều những cái sự huyền bí và thú vị. Các em biết là cô đang hướng các em tới quốc gia nào đúng không? Hôm nay cô trò chúng ta sẽ đồng hành tìm hiểu về đất nước Ấn Độ ở tiết 2 bài 2 hôm nay. Thời trung đại thì Ấn Độ được biết đến là một xứ sở của vàng bạc, hương liệu và gia vị, tức là rất giàu có về vàng bạc, về các cái loại hương liệu và gia vị các em ạ. Cho nên vào năm 1498 thì nhà hàng hải Vasco da Gama người Bồ Đào Nha đã vượt qua mũi Hào Vọng, tức là mũi cực nam của châu Phi, và tìm được con đường sang Ấn Độ, đó là con đường biển từ châu Phi sang Ấn Độ. Và kể từ đó về sau thì rất nhiều các nước phương Tây khác đã tìm đến Ấn Độ để trao đổi buôn bán. Vậy nguyên nhân vì sao một đất nước có lịch sử lâu đời, một đất nước đông dân giàu có như Ấn Độ lại trở thành thuộc địa của các nước phương Tây? Cô hướng các em sang phần 1. Chúng ta tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội của Ấn Độ nửa sau thế kỷ 19. Ta đi vào phần A, tìm hiểu về quá trình các nước thực dân xâm lược Ấn Độ. Vào thế kỷ 17, dưới thời vương triều Mogol, chế độ phong kiến của Ấn Độ có những cái biểu hiện khủng hoảng và suy yếu. Cô lấy ví dụ như là nội bộ trong chính quyền phong kiến của Ấn Độ lúc bây giờ vô cùng lục đục, các lãnh chúa phong kiến không ngừng đấu tranh để tranh giành quyền lực. Và nhân lúc mà chế độ phong kiến của Ấn Độ khủng hoảng suy yếu như vậy thì các nước thực dân phương Tây, đó là Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh và Pháp tìm cách để xâm lược Ấn Độ. Trong số các nước tư bản này, mạnh nhất đó chính là thực dân Anh. Thực dân Anh là nước có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, có sức mạnh về quân sự, đặc biệt đó chính là các cái hạm đội hải quân của nước Anh. Với ưu thế về kinh tế và quân sự, đặc biệt có kinh nghiệm trong cái việc xâm lược thuộc địa và quản lý thuộc địa, thì thực dân Anh đã nhanh chóng loại bỏ các đối thủ của mình và độc chiếm Ấn Độ. Đến giữa thế kỷ 19 thì quá trình xâm lược Ấn Độ đã hoàn thành. Sau đó thực dân Anh đã đưa ra những cái chính sách cai trị đối với đất nước này. Chúng ta sang phần B để tìm hiểu chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ. Chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ thể hiện rõ ở 3 cái nội dung. Một, đó là chính sách về kinh tế. Hai là chính sách về chính trị xã hội. Ba, đó là chính sách về văn hóa giáo dục. Ta tìm hiểu thứ nhất về kinh tế. Về kinh tế, Anh đã có cái chính sách như thế nào đối với Ấn Độ? Chính sách thứ nhất đó là thực dân Anh lúc bây giờ đã mở rộng công cuộc khai thác Ấn Độ với quy mô rộng lớn. Mục đích đó là khai thác triệt để tài nguyên thiên nhiên
khai thác triệt để nguồn nhân công rẻ mạt ở Ấn Độ để phục vụ cho chính quốc, làm giàu cho chính quốc. Chính sách thứ hai đó là gia sức vơ vét nguyên liệu, bóc lột nhân công ở đất nước này. Và đối với thực dân Anh thì Ấn Độ chính là một thuộc địa quan trọng nhất. Và thực dân Anh thường ví Ấn Độ giống như là một viên kim cương gắn lên vương miện của nữ hoàng Anh. Chính sách thứ hai là chính sách về chính trị xã hội. Thực dân Anh thực hiện chính sách trực trị, tức là trực tiếp cai trị Ấn Độ. Tất cả những chức vụ quan trọng trong chính quyền ở Ấn Độ là phải do người Anh nắm giữ. Còn giai cấp phong kiến của Ấn Độ chỉ có thể nắm giữ các cái chức vụ nhỏ mà thôi. Chính sách thứ hai là thực hiện chính sách chia để trị, mua chuộc giai cấp phong kiến bản xứ, biến vua của Ấn Độ trở thành ông vua bù nhìn. Mục đích của chính sách này đó là phá vỡ khối đoàn kết dân tộc, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Và nội dung thứ ba, các em biết rồi, Ấn Độ là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, và lợi dụng những cái mâu thuẫn vốn có trong lòng xã hội của Ấn Độ thì thực dân Anh đã tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, về tôn giáo, đẳng cấp trong xã hội để phá vỡ khối đoàn kết dân tộc Ấn Độ, dễ bày cai trị ở đất nước này. Chính sách thứ ba, trước khi đi giới thiệu về chính sách thứ ba, đây em nhìn thấy đây là một hình ảnh đang quỳ xuống dưới, đó chính là các quý tộc người Ấn Độ đang dâng tặng quà cho nữ hoàng Anh. Và đây chính là cái hình ảnh nữ hoàng Anh đang ngồi trên kiệu, nét mặt vui tươi hớn hở. Và ở dưới đó chính là những người dân Ấn Độ đang phục vụ cho nữ hoàng Anh trong một cái buổi lễ có sự chứng kiến của rất nhiều quý tộc Ấn Độ, thực dân Anh, Ấn Độ. Thì nữ hoàng Anh Victoria đã tuyên bố đồng thời là nữ hoàng của Ấn Độ. Điều này đã khẳng định một lần nữa Ấn Độ đã trở thành thuộc địa của thực dân Anh, và cũng khẳng định quý tộc Ấn Độ đã chính thức phục tùng thực dân Anh. Chính sách thứ ba là về văn hóa giáo dục. Thực dân Anh thi hành chính sách ngu dân, tức là người dân không được phép đi học, không được phép đến trường, hạn chế việc xây dựng trường học, chỉ xây dựng những trường học và cho phép con em địa chủ quý tộc được đến trường. Mục đích đó là đào tạo ra cái hệ thống tay sai phục vụ cho chính quyền Anh. Ngoài ra thực dân Anh còn khuyến khích các cái tập tục lạc hậu cổ xưa để nhằm biến nhân dân của Ấn Độ, đẩy nhân dân Ấn Độ vào cảnh ngu dốt để dễ bày cai trị, dễ bày sai khiến. Để chính sách cai trị của thực dân Anh có những nét tương đồng với chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam. Cô lấy ví dụ như về chính sách chia để trị thì thực dân Pháp cũng chia Việt Nam thành ba xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, và giao cho một tên toàn quyền Đông Dương sang để cai trị. Hay là cái chính sách ngu dân, thực dân Pháp cũng hạn chế, đúng không, cho nhân dân ta được đi học đến trường. Và kết quả khi mà nước ta sau khi giành độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, đúng không, chúng ta đã thừa hưởng một cái di sản văn hóa của thực dân Pháp, đó là hơn 90% dân số mù chữ, tức là không biết cái chữ cái ABC các em. Vậy chính sách cai trị và bóc lột đó của thực dân Anh ở Ấn Độ hay thực dân Pháp ở Việt Nam, để cho chúng ta rút ra được một cái nhận xét, đó là
các nước đế quốc, đúng không? Bản chất của chúng đó chính là sự độc ác, sự tham lam và tàn bạo, đúng như cái lời nhận xét của các Marx về chủ nghĩa tư bản mà sau này phát triển cao hơn ta gọi là chủ nghĩa đế quốc. Đó là khắp lỗ chân lông của bọn tư bản dính đầy máu và bùn nhơ, thể hiện cái sự bóc lột tàn bạo dã man của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc. Hay là sau này trong cái quá trình đi thực tế khảo sát ở các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Âu, Nguyễn Ái Quốc đã rút ra được một bài học về bạn và thù. Người đã từng nói một câu nói nổi tiếng, đó là nhân dân lao động ở đâu cũng là bạn, chủ nghĩa đế quốc ở đâu cũng là thù. Bây giờ ta quay lại cái bài học hôm nay. Với chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ đã dẫn đến cái hậu quả như thế nào? Ta sang phần C, hậu quả. Cái hậu quả nhãn tiền mà ta nhìn thấy rõ nhất đó chính là cuộc khai thác đã làm cho kinh tế Ấn Độ giảm sút một cách nghiêm trọng. Nguồn tài nguyên thiên nhiên thì khai thác một cách cùng kiệt, nhân dân đói khổ lầm than. Vì vậy, cái mâu thuẫn dân tộc ngày càng trở nên gay gắt. Đó là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Ấn Độ với chính quyền thực dân Anh. Và mâu thuẫn này tất yếu sẽ dẫn đến các cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ. Điều này đã khẳng định một cái quy luật: ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Bây giờ các em cùng cô hướng tới một số cái hình ảnh để thể hiện cái tình trạng đói khổ của nhân dân Ấn Độ dưới thời thống trị của thực dân Anh. Đây là hình ảnh nạn nhân, ở đây chính là nhân dân Ấn Độ cạnh chịu cảnh nạn đói vào năm 1876-1878, là một đất nước giàu có trù phú về tài nguyên thiên nhiên, một đất nước mà các em biết là đất đai màu mỡ phì nhiêu do sự bồi đắp của hai con sông nổi tiếng, đó là sông Ấn và sông Hằng. Nhưng nhân dân ở đây lại không có lương thực để ăn. Vào năm 1876-1878, hơn 20 triệu người dân của Ấn Độ đã phải chết đói. Các em biết, trẻ con thì lả đi, dựa vào mẹ, ngã vào đùi cha. Có số những người nằm ở dưới không còn sức, lả đi về đói. Hình ảnh thứ hai, đây chính là hình ảnh về nạn đói năm Ất Dậu, tức là năm 1945 ở Việt Nam. Với cảnh một cổ đôi chồng áp bức thực dân Pháp và phát xít Nhật. Đặc biệt, phát xít Nhật vào cuối năm 1944, đầu năm 1945, chúng thi hành chính sách bắt nhân dân ta nhổ lúa, thay vào đó là trồng đay, trồng thầu dầu để phục vụ cho cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Chính sách đó đã dẫn đến hơn 2 triệu đồng bào miền Bắc của chúng ta bị chết đói vào năm 1945. Đó là một sự kiện lịch sử chúng ta không bao giờ quên. Chính sách cai trị tàn bạo của thực dân Anh đã dẫn đến các cái phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân Ấn Độ, trong đó tiêu biểu phải kể đến cuộc khởi nghĩa của những người lính trong quân đội Anh, đó là cuộc khởi nghĩa Sipai. Tuy nhiên, phần này nằm trong chương trình giảng tải, cho nên cô yêu cầu các em về chúng ta đọc trong sách khoa. Bây giờ cô và các em chúng ta sang phần 3, tìm hiểu về Đảng Quốc Đại và phong trào giải phóng dân tộc vào năm 1885, năm 1908. Chính sách khai thác thổ địa của thực dân Anh ở Ấn Độ cũng có một cái mặt tích cực em ạ. Chính sách này đã dẫn đến sự ra đời
của giai cấp tư sản và sự lớn mạnh của tầng lớp trí thức ở Ấn Độ. Đặc biệt là giai cấp tư sản ở Ấn Độ lúc bây giờ đã có những cái tiếng nói riêng của mình. Họ đấu tranh để đòi được quyền tự do trong kinh doanh, đấu tranh để được tham gia vào chính quyền. Tuy nhiên, thực dân Anh đã không chấp nhận, đã tìm cách để hạn chế những cái phong trào đấu tranh đó. Vào năm 1885, thì giai cấp tư sản ở Ấn Độ đã thành lập nên một tổ chức chính trị của mình, đó chính là Đảng Quốc Đại. Đây là chính đảng đầu tiên của giai cấp Ấn Độ. Sự kiện này đánh dấu bước trưởng thành của giai cấp tư sản Ấn Độ, đồng thời đánh dấu giai cấp này đã bước lên vũ đài chính trị. Trong 20 năm đầu tiên, Đảng Quốc Đại đã có những hoạt động gì? Trong 20 năm đầu, thì Đảng Quốc Đại có chủ trương là đấu tranh ôn hòa, tức là thực hiện cái phương pháp đấu tranh hòa bình đối với thực dân Anh, chỉ yêu cầu thực dân Anh tiến hành cuộc cải cách và coi thực dân Anh là bạn chứ không phải là thù. Tuy nhiên, sau đó thì chính với cái chính sách hai mặt của thực dân Anh và đồng thời đó là bất mãn với một bộ phận trong Đảng Quốc Đại, đó là có tư tưởng cầu hòa đối với thực dân Anh, cho nên về sau Đảng Quốc Đại bị phân hóa thành hai phái. Phái thứ nhất là phái ôn hòa, vẫn tiếp tục chủ trương đấu tranh đòi thực dân Anh thi hành cải cách. Phái thứ hai là phái dân chủ cấp tiến, hay còn gọi là phái cực đoan, do Tilak đứng đầu. Phái cực đoan do Tilak đứng đầu chủ trương đó là đấu tranh chống thực dân Anh đến cùng và hưởng ứng các phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ. Chính vì vậy, sự ra đời của phái cực đoan do Tilak đứng đầu đã đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng nhân dân và làm thổi bùng lên cái phong trào dân tộc sau này. Các em nhìn, cô, hình ảnh Tilak. Tilak sinh năm 1856, mất năm 1920. Ông tốt nghiệp Đại học Luật, từng tổ chức và dạy môn toán học ở trường trung học Buna. Ông là người có cái tinh thần đấu tranh cương quyết mạnh mẽ chống thực dân Anh. Cho nên sau này, dưới sự lãnh đạo của Tilak, thì phong trào dân tộc ở Ấn Độ phát triển rất mạnh mẽ. Sau này khi đánh giá về Tilak, thì Thủ tướng Ấn Độ đó là Nehru đã gọi Tilak là người cha của cách mạng Ấn Độ. Bây giờ cô và các em chúng ta sang tìm hiểu phần B, đó là các phong trào dân tộc Ấn Độ vào năm 1900. Xin lỗi các em nhé, năm 1905 và năm 1908. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến cái phong trào dân tộc ở Ấn Độ trong thời gian này? Nguyên nhân sâu xa của phong trào dân tộc chính là bắt nguồn từ cái mâu thuẫn sâu sắc giữa toàn thể nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh. Nguyên nhân trực tiếp đó là sự kiện tháng 7 năm 1905. Để thực hiện chính sách chia để trị, thực dân Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Bengal. Đây, các em nhìn thấy. Đây là Bengal. Theo đạo luật Bengal, thì Bengal được chia làm hai. Phía Tây Bengal là những người theo đạo Hindu,
và phía đông Bengal là những người theo đạo Hồi. Và khi thực dân Anh ban hành cái đạo luật chia đôi xứ Bengal này đã dấy lên một cái phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân Ấn Độ trên khắp cả nước. Trong đó tiêu biểu nhất đó là hai thành phố ở Bombay và Calcutta. Vậy phong trào dân tộc ở Ấn Độ diễn ra như thế nào? Các em sang phần Petroco, đó là phần diễn biến. 3 tháng sau, tức là vào tháng 10 năm 1905, đạo luật chia cắt Bengal chính thức có hiệu lực. Và ngày này được coi là ngày quốc tang. Vậy vì sao thực dân Anh lại chia cắt Bengal? Các em, Bengal là một vùng đất trù phú, giàu có về nguyên liệu, về khoáng sản ở Ấn Độ. Đây là một vùng đất giàu khoáng sản nhất ở Ấn Độ. Nhân dân ở đây lại khá ổn định. Để chia cắt cái phong trào dân tộc thì thực dân Anh đã thực hiện cái âm mưu đó là sử dụng tôn giáo để chia cắt Bengal. Tháng 10 năm 1905, khi đạo luật chia cắt Bengal chính thức có hiệu lực, thì nhân dân Ấn Độ đã nổi dậy đấu tranh chống thực dân Anh. Trong đó, người dân Bengal thì tuyên bố là không nhóm lửa, quyết định ăn chay. Họ đóng cửa toàn bộ các cơ sở kinh doanh, đóng cửa chợ và họ kéo đến bên bờ sông Hằng, một con sông linh thiêng nổi tiếng bậc nhất ở Ấn Độ. Họ hát vang bài hát kính dâng người, người mẹ hiền của Tổ quốc. Và trên cánh tay của người Bengal đều đeo một cái tấm vải hình màu đỏ, biểu hiện cho sự đoàn kết của nhân dân Ấn Độ. Và hưởng ứng nhân dân Bengal thì nhân dân ở các thành phố lớn, ví dụ nhân dân ở Calcutta, nhân dân ở Bombay, họ đã đứng lên đấu tranh, hô vang khẩu hiệu Ấn Độ là của người Ấn Độ. Họ tẩy chay hàng hóa của thực dân Anh. Ở các công sở thì các công chức viên chức đi làm thì họ đi chân đất, tay xách giày dép để thể hiện cái thái độ chống lại cái đạo luật chia cắt Bengal của thực dân Anh. Sang đến tháng 6 năm 1905, do tác động của cái phái cực đoan, phong trào dân tộc ở Ấn Độ diễn ra một cách rầm rộ. Chính vì vậy cho nên mà một bộ phận của Đảng Quốc Đại đã tuyên bố đó là khai trừ Tilak và các đồng chí của ông ra khỏi Đảng Quốc Đại. Đồng thời, thực dân Anh đã bắt giam Tilak và kết án ông 6 năm tù. Sự kiện Tilak bị bắt giam và kết án 6 năm tù đã làm thổi bùng lên cuộc đấu tranh mới. Và tiêu biểu đó chính là cuộc bãi công của hàng nghìn công nhân ở thành phố Bombay. Họ đã xuống đường bãi công, hô vang khẩu hiệu đó là một ngày đấu tranh để đổi lấy một năm tù giam của Tilak. Cuộc đấu tranh này kéo dài trong vòng 6 ngày. Tuy nhiên sau này bị thực dân Anh đàn áp và dập tắt, nhưng thực dân Anh cũng đã phải tuyên bố thu hồi đạo luật chia cắt Bengal. Vậy phong trào, qua cái diễn biến của phong trào dân tộc ở Ấn Độ vào năm 1905-1908, chúng ta thấy là phong trào này có một cái ý nghĩa như thế nào đối với Ấn Độ. Phong trào dân tộc ở Ấn Độ vào đầu thế kỷ 20 có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Thứ nhất là nó thể hiện cái tinh thần yêu nước của nhân dân Ấn Độ, tinh thần không chịu khuất phục trước bất kỳ một kẻ thù nào.
dù đó là một đất nước giàu mạnh như thực dân Anh. Ý nghĩa thứ hai là phong trào mang đậm tính dân tộc vì nó đấu tranh vì độc lập cho dân tộc. Đồng thời, phong trào đã đánh dấu thời kỳ thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ để hòa chung vào cái xu hướng đấu tranh của các nước ở châu Á đầu thế kỷ 20. Như vậy, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Bây giờ cô và các em chúng ta sẽ cùng nhau củng cố lại kiến thức của bài học hôm nay qua cái sơ đồ tư duy. Nhất đó là nội dung bài học hôm nay chúng ta học về Ấn Độ. Mục 1 đó là tình hình kinh tế xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỷ 19. Đó đến giữa thế kỷ 19 thì thực dân Anh đã hoàn thành quá trình xâm lược và đặt ách cai trị về Ấn Độ. Chính sách cai trị của thực dân Anh đó là chính sách về kinh tế, chính trị, văn hóa. Chính sách đó đã dẫn đến cái hậu quả như thế nào? Nội dung thứ hai là Đảng Quốc Đại và phong trào dân tộc. Một đó là sự thành lập của Đảng Quốc Đại. Sự thành lập và hoạt động của Đảng Quốc Đại. Hai là phong trào giải phóng dân tộc được thể hiện rõ ở hai sự kiện, đó là cái sự kiện đạo luật chia cắt có hiệu lực là dẫn đến cái phong trào đấu tranh của nhân dân. Sự kiện thứ hai là sự kiện thực dân Anh bắt giam Tilak đã làm thổi bùng lên cái phong trào đấu tranh mới. Và bây giờ thì cô với các em sẽ tìm hiểu về một số những cái điều thú vị về đất nước Ấn Độ mà các em chưa được biết đến. Chúng ta cùng cô tiếp tục đồng hành các em nhé. Một số điều thú vị mà các em chưa được biết ở đất nước Ấn Độ. Rất thú vị các em. Các em biết đây là gì không? Bức tranh này cho thấy là dân số của Ấn Độ rất đông. Và theo tính toán thì rất có thể vào năm 2022, chỉ có một năm nữa thôi, là dân số của Ấn Độ có thể vượt dân số của Trung Quốc. Các em nhìn thấy, nhìn ở đây chúng ta thấy dân số quá đông. Điều thú vị thứ hai, các em nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi nhưng lại đang vái lại một chú bò, và chú bò đó thì được tắm rửa vô cùng sạch sẽ, lại còn được đeo vòng hoa, và đặc biệt là bà đang thì thầm bên tai của chú bò. Vì sao lại có hình ảnh này các em? À, bởi vì đối với người Ấn Độ thì các em biết là ở Ấn Độ thì những người theo đạo Hindu họ đã coi con bò là con vật linh thiêng, và họ đã thờ và vô cùng tôn sùng các chú bò. Vì vậy Ấn Độ là một quốc gia mà có số lượng bò nhiều nhất thế giới, và hiện nay ở Ấn Độ đang chăm sóc khoảng 45 triệu con bò. Với những người theo đạo Hindu thì gần như người ta ăn chay tuyệt đối. Những người không ăn chay thì không bao giờ ăn thịt bò, bởi vì đó là một con vật linh thiêng đối với họ. Điều thú vị thứ ba được thể hiện trong bức tranh này. Đây là một đền vàng Hamandi Sahi. Các em biết là ngôi đền này vô cùng đẹp và thu hút đông đảo khách du lịch khi đến Ấn Độ tham quan. Đây là một ngôi đền biểu hiện rõ cái kiến trúc Hindu giáo hình chóp nhọn và kiến trúc Hồi giáo hình vòm, hình mái vòm. Đúng không em? Cái nét độc đáo của ngôi đền này chính là người ta đã sử dụng 100 kg vàng để dát lên các cái đỉnh tháp và dát lên các cái bờ tường của ngôi đền. Và điều thú vị là các em biết là Ấn Độ
cũng là một quốc gia được đánh giá là có nhiều vàng nhất trên thế giới. Cái đồ trang sức của khoảng 65 triệu phụ nữ của Ấn Độ mà gộp lại thì bằng cái số vàng, cái dự trữ vàng của các cái cường quốc lớn trên thế giới gộp lại, ví dụ như là Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italia. Thú vị thứ ba, cái điều thú vị về Ấn Độ nữa đó chính là hôn nhân ở Ấn Độ. Hôn nhân ở Ấn Độ thì khoảng 88,6% đó là Ấn Độ đã chấp nhận cái cuộc hôn nhân cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Như vậy 88,6% các cái cuộc hôn nhân ở Ấn Độ là đều do bố mẹ sắp đặt. Chỉ có 11,4% đó là các hôn nhân bắt nguồn từ các tình yêu nam nữ. Tuy nhiên điều thú vị là Ấn Độ có tỷ lệ ly hôn thấp nhất thế giới, chỉ khoảng 1,2%. Và rất đáng buồn đó là với 1,2% tỷ lệ ly hôn này lại rơi vào các cái cuộc hôn nhân, đúng không? Do đôi lứa tự do tìm đến với nhau. Các em được biết đến độ, đây là cái gì các em nhỉ? Đây là một bức tranh đẹp về dòng sông Hằng. Và đây là các thành phố cổ xuất hiện ở ven sông Hằng, Ấn Độ. Đây là một dòng sông linh thiêng bậc nhất ở Ấn Độ. Nó gắn liền với sự ra đời của Đức Phật ở Ấn Độ và các cái vị thần trong cái tôn giáo Hindu của Ấn Độ. Các em nhìn thấy đây là lễ hội tắm sông của nhân dân Ấn Độ bên dòng sông Hằng. Dòng sông Hằng là dòng sông linh thiêng bậc nhất Ấn Độ, và theo quan niệm của nhân dân Ấn Độ, dòng sông này có thể tẩy rửa tất cả những cái ô uế và làm trong sạch cái tâm hồn của con người Ấn Độ. Và cái dòng nước của Ấn Độ còn có thể chữa lành vết thương trên cơ thể của Ấn Độ. Cho nên người dân Độ thường tổ chức các cuộc hành hương đến đây để đắm mình trong cái dòng sông Hằng của Ấn Độ. Đồng thời họ hành hương đến đây để đem những cái tro cốt của người thân hòa mình vào dòng sông, mong cho người thân của mình nhanh chóng đến được cái miền cực lạc. Như vậy bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở tiết học hôm sau.